Rồi, sắp là câu Phạm Duy xin chào tất cả đại nguồn thủ nha. Bắc Trung Nam quay trở lại vào ngày hôm nay. Bây giờ đầu tháng anh em, mùng 1 tháng 10 thì đầu tháng hôm nay em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình hết nha. Tất cả sản phẩm ở đây anh em lấy là giá trên sản phẩm sẽ không tính tiền ship cho mình nha, miễn ship toàn quốc ạ. Thì ở đây em sẽ lấy cho mình tổng cộng có cho mình là 27 mẫu cần và hai con máy. Thì máy ở đây sẽ có một cặp là đai White Dead, máy mới tinh như này. Cho đây mình sưu tầm mình về mình công ngâm cố định đến lọc được này. Cần thì đa dạng những mẫu rất đẹp như này, hàng về. Bên trong một số thì có cần ISO khoen xít, độ dài cần là từ 4m5 cho đến 6m3, dòng này FT thế này. Đây là FT như này. ISO khoen lớn thì có dòng như là Daiwa này, Haya. Một số cần lọc thì có dòng Slider EV. Đây về é cho mình nha. Cần lọc thì đây sẽ có cho mình hai con, một con Long Bem, một con Custom như này, mới tinh sử dụng qua. Một số đây thì sẽ có cần dây trong, cần tay, cần để có một Nissin Mini nha, dạng Ikeda cho mình. Cần lô thì sẽ có cho mình là cần hai khúc này. Đây máy đứng, máy ngang. Đây qua những dòng như là cần zip, đây qua như này. Đây, zip đây qua cắm khúc nha. Cần câu biển và một số cần hai ba khúc cùng ngâm đang xem. Thì em sẽ báo rõ tình trạng tất cả sản phẩm ở đây. Anh em lưu ý nha. Hàng đến mình nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền của nhân viên giao hàng. Thì em sẽ có đóng niêm phong tất cả ống nước và cần câu nha. Máy thì sẽ có là hộp cho mình đi đổ hết. Cho anh em lưu ý nha, hàng đến mình nhận hàng đồng kiểm thêm một lần nữa. Chốt đơn liên hệ trực tiếp Duy 0923534779. Rồi, mã số 1 thì em sẽ có cho mình hai con máy nha em. Số 1 thì là con 4000 nha, của Daiwa Dead. Những cái dòng mà thì em biết rồi. Con này hầu như là con mới tinh này. Đây thiết lập mình sưu tầm nha, chân tủ kính này kia. Hiện tại những cái con Dead này á thì máy mới rất là hiếm nha em. Trong mà xăng không có cho mình nhiều. Đây. Còn hầu như là chỉ sử dụng qua luôn. Thì con này thì bên Nhật người ta đã vào cho mình cước sẵn rồi. Đây cước màu đỏ như này. Con Daiwa Dead này thì anh em biết rồi, cực kỳ là ok, lô cước này. Gạt cước này. Là con mới tinh hết. Những dòng thì đều là Japan, nội địa Nhật nha. Thì cái con này thì nó sẽ có chế độ tắt tiếng kêu như này. Anh em xài thì biết, một chiều nha. Đây. Tắt tiếng kêu này, gạt qua nha. Nó sẽ không kêu nữa. Đây, chúc chặn hai chiều ở đây. Đây, test máy cho mình xem. Rồi chúc chặn hai chiều nha. Anh đi gạt qua, sẽ có tiếng ra nha mình. Ở đây thì con 4000 nha, là bán 1 triệu tư như này, 1.400.000. Rồi con 5000 thì nó cũng mới tinh như mình luôn. Đây 5000 cũng đây qua Japan cho mình luôn. Đây, cũng lột tem mà có đây qua Japan nha. Thì sẽ có cước sẵn, con này size 5000, vẫn có chế độ tắt tiếng kêu. Máy thì bao đẹp, bao mượt rồi. Đây, lô cước nha này. Chứ là mấy anh em mình sẽ tầm á, những con Daiwa Dead này. Dòng này thì hầu như là không có nhiều cho mình ạ. Gạt cước này, lô cước này. Ok nha. Thì con này thì vẫn là máy ok này. Tiếng kêu như này. Rồi gạt qua, tắt tiếng kêu cho mình. Đây, chúc chặn 2 chiều nha. Máy thì bao mượt rồi. Rồi gạt qua như này. Con size 5000 này thì giá là 1.500.000 nha em. Đây 1.500.000. Máy mới tinh cho mình luôn. Hai con này thì size thực ra cho mình tầm khoảng từ 8 đến 10.000 á. Câu ngâm, câu đơn, đánh lục, câu biển đâu được này. Cần thì có 27 mẫu cần, thì em sẽ lên cho mình trước một số cần ISO nha em. Thì mã số 1 ở đây thì sẽ có một con cần ISO của Daiwa. Con này đẹp nha em, phôi Haya, độ dài cần là 4m5, độ cứng 0.6. Cần 0.6 thích hợp mình câu cảm giác. Cái dàn khoen của cần là dàn khoen full xít nha, và phôi của mình là phôi Haya này. Anh em lưu ý nha. Thì 0.6 thì rất là mềm. Trong nó chơi cho mình tầm khoảng vào 2H thôi. Đến 205H ngọn sẽ có 1 này, 2 và 3 khuyên chạy nha. Thì con này thì 2, 3, 4, 5 khuyên chạy như này. 5 và 6 khuyên chạy cho mình nha. Đây, 6 khuyên chạy cho mình. 1, 2, 1, 2, 3. Một lóng thứ hai thì có 1 và 2 khuyên chạy. Con này thì 2 lóng trên là carbon xoắn vân. Còn mấy lóng ở dưới của mình á. Đây, carbon xoắn hai dài nha. Tổng thể thì còn đẹp và dàn khoen full xích. Đây, khoen full xích nha. Của Haya. 4m5 độ cứng là 0.6. Đây qua những cái dòng thì đều là hàng nội địa Nhật. Và bác con này bắt gập nha, Fuji Daiwa nó sẽ có cái miếng nhựa ở đây, nó bị rớt ra như này. Lưu ý nha, cái này thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, mình cứ bỏ máy vào mình gắn thôi. Không ảnh hưởng gì, hơi xấu xíu. Nắp chụp thì sẽ bằng inox. Tình trạng gốc thì nó bị xước sơn ở đây. Trọng lượng con này thì cân được là 150g, mã số 1, giá 700.000. 700 nha. Mã số 2 ạ. Số 2 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ cho mình luôn. Đây con cần ISO khoen nhỏ còn rất đẹp nha. Con này cần ISO khoen nhỏ carbon. Con này thì độ dài của cần là 5m3, độ cứng là 1.25 của dòng Suzuki này. Đây con này nội địa nha nè. Thì con này dàn khoen của cần là dàn khoen trắng nha nè. Đây khoen trắng cực đẹp nha. Khoen trắng loại xứ xích. Đây rất là ngon. Thì con này 1.25 thì ngọn nhỏ 0.8 ly. Ngọn sẽ có 1, 2, 3, này, 4 khoen chạy nha. Có thể là mình câu cảm giác thôi. Cái này mình đi Quảng Ninh, anh em mình hay câu cảm giác. Những con này thì câu bờ kè đó, rất là ok này. Đây. Cá nhỏ nha, phôi carbon xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể còn mới và đẹp cho mình ạ.
cốc sẽ có đóng sơ mi chống nổi thế này, thôi carbon xoắn vân toàn thân, dàn khoen mới là khoen trắng, thì bát của mình là bát chính hãng theo cần luôn, đây bát cập liền thân, đây tổng thể còn mới và đẹp nha. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 230g, mã số 2, giá 650 nè, đây 650.000, 5m3, khoen bát là khoen bát thường, khoen trắng. Tiếp theo mã số 3 thì đây sẽ có một con cần, con này thì mình không ngâm cô đơn nha em. Con cần này thì của dòng là Suzumi, của dòng là Chiricaster, độ dài con này là 36 nha, không ngâm cô đơn, hàng nội địa Nhật này, tem vàng. Thì con này thì khoen của mình là khoen Fuji, khoen lớn, ngọn cần thì đo được cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 15 đến 20. Ngọn thì sẽ có một này, đây và hai khoen chạy nha. Một hai khoen chạy. Đây tổng thể thế này. Phơi con này thì nước sơn màu trắng nói chung là còn đẹp nha. Cái lóng ở trong thì nó còn đẹp, nó có sự dăm một xíu sơ sơ thôi. Đóng CV chống nổi đầy đủ hết. Dàn khoen Fuji loại xi đá xám, 36 cứng tầm khoảng từ 15 đến 20. Bắt gặp Fuji F7, trọng lượng là 240g, mã số 3, giá 550 như này. Đây 550.000. Mã số 4 ạ, số 4 thì sẽ có một con cờ ISO khoen lớn của dòng Simat. Độ dài của con này là 5m4, độ cứng 3. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này, đây khoen Fuji loại xi đá xám nha. Độ cứng 3 thì nó sẽ không dạng vừa, nó sẽ không cứng và không mềm lắm, ngọn tầm khoảng vào 1.8 ly. Ngọn con này thì sẽ có một này, đây và hai khoen chạy nha. Một hai khoen chạy cho mình. Đây nước sơn thì màu xanh. Đây tổng thể này có rất là đẹp. Cứng 3 mà hạ tay thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 4-5h trở lên rồi. Cần đã thẳng tắp nha. Đóng sơ mi chống nổi đầy đủ. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, loại xi đá xám, khoen lớn cho mình. Khoen đẹp như này, không nứt chân ạ. Bát của mình là bát vặn nha, Fuji DPS. Trọng lượng con này là 340g, mã số 4, giá 700.000. Đây, 700.000 nha. Dòng Simat Hàn Quốc. Mã số 5, số 5 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ, con này hàng tuyển, con này của dòng này FT. Cái này là keo nha, keo thì mình lau nó sạch thôi. Của dòng này FT này. Con này độ dài cần là 6m3, độ cứng 1, của dòng Powerlove nha, phôi hai da toàn thân. Đây cực đẹp nha. Thì con này dàn khoen của cần là dàn khoen full sheet. Con này thì phôi hai da toàn thân thì gốc tới ngọn luôn, 6m3, độ cứng 1 thì nó thuộc dạng cảm giác. Mình ra cần thì nó thẳng như này, nó chỉ nảy cái độ cái ngọn 1 còn 2 còn 3 thôi. Ngọn 0.8 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khuyên chạy nha. Ngọn cần thì là ngọn đặt, ngọn tháp, lông phộng cho mình. Con này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai này. Đây, carbon xoắn vân. Còn tất cả các lóng còn lại của cần đều là phôi hai da này. Đây, carbon xoắn hai da toàn thân cực đẹp nha. Đây, rất là mới. Đây tổng thể thế này. Đây còn mới tinh luôn. Con này về hạ tay á thì nó ra cho mình tầm khoảng từ 3-5h nha. Cần ra thẳng. Khoen của mình là khoen xít, con này mới tinh, chưa sử dụng qua cho mình luôn. Đây tổng thể thế này. Dàn khoen xít 6m3 cứng 1. Trọng lượng của cần là 250g, mã số 5, giá là 1.600.000 nha. Đây 1.600.000. Bắt gặp Fuji F6 nha. Đây. Tiếp theo mã số 6. Số 6 thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn. Con này thì của dòng Daiwa. Đây, Daiwa rất đẹp như này, phôi hai da. Con này thông số như sau, ISO khoen lớn, độ dài 5m3, độ cứng 3. Dàn khoen của cần là dàn khoen full sheet này. Đây dàn khoen full sheet cho mình. Phôi cần là phôi hai da toàn thân này. Thì độ cứng 3 thì cũng dạng cứng cho mình công ngâm cô đơn. Đến đầu cần đều được. Ngọn con này là ngọn 1.5 ly. Ngọn sẽ có một này. Đây và hai khoen chạy nha. Đây tổng thể thế này. Con này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai thôi là carbon xoắn vân này. Lóng hai vẫn có một khoen chạy nha. Đây. Còn mấy lóng còn lại của cần á. Đây là carbon xoắn hai da như này. Đây, lóng dưới và lóng gốc á, là carbon xoắn hai da này. Đây cần rất đẹp nha. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full sheet cho mình. Đây, cực kỳ đẹp rồi. Dàn khoen full sheet. 5m3 độ cứng 3 thì khoen lớn thì đa số là bạch vặn, con này thì bạch vặn của Daiwa Fuji. 5m3 cứng 3. Đây tổng thể thế này. Trọng lượng con này á thì cân được là 350g, mã số 6, giá con này là 1.600.000 này. Đây 1.600.000 ạ. Carbon Wicker, Daiwa xuất Nhật, phôi da khoen sheet. Mã số 7, số 7 thì sẽ có một con cần lục, con này thì mình không ngâm, cô đơn đánh lục đầu cần. Con này cần lục, cần súp, độ dài cần là 39 của dòng Kaoxin. Đây, tổng thể thế này. Bắt gặp Fuji F7, dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Con này ngọn của cần thì đo được cho mình á là ngọn 2.4 ly, độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 25, tầm khoảng EX. Đánh lục đầu cần gần bờ. Phôi carbon xoắn vân. Dàn khoen Fuji, loại xi đá xám. Đây tổng thể thế này. Tình trạng thì nó sẽ xước xe chơi dăm theo cần thôi. Đây, không ảnh hưởng gì lắm nhé. Trong phôi phiết thì nó không vào sâu được rồi. Tổng sơ mi chống nổ. Phôi carbon xoắn vân. Đây, dàn khoen Fuji xi đá xám. 39 độ cứng 25.
bắt gặp Fuji F7, trọng lượng con này là 300g, mã số 7. Giá con này là 650 anh em. Đây 650.000. Mã số 8 ạ. Số 8 thì sẽ có một con cường lục, con này cường lục của Si. Đây, của dòng mã Si Mono nha, dòng Suit Leader FV 405 độ cỡ là EXT. Hàng Indo xuất Nhật này, có mã code và tem đầy đủ đây. Đây tổng thể đây này. Thì cái dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, đây Fuji loại xi lá xám, ES thì tầm cứng tầm khoảng vào 25 nha, đánh đầu cần gần bờ, ngọn 2.3 ly. Ngọn con này thì có định vị như này, dàn Suit Leader có định vị đây. Đây có định vị khoen nha. Còn thì để cho mình giá tốt, đánh đầu cần thôi, giá 2 triệu nha. Phớt carbon xoắn vân toàn thân. Đây, cần rất đẹp nha. Đóng semi chống nổ đầy đủ hết đây. Đây, phớt carbon xoắn vân. Dàn khoen Fuji loại xi lá xám có định vị khoen. Bắt đầu bắt gặp Fuji Stardust DS7. Trọng lượng của cần thì cần được là 390g, mã số 8, giá 2 triệu nha anh em. Đây 2 triệu nha, giá tốt nha. Tiếp theo thì mã số 9 ạ. Số 9 thì sẽ có một con cần lục. Con này thì những cái dòng thì anh em rất là chuộng này, dạng Hàn Quốc dân nha. Con cần này có lập được của Shimano luôn. Con này của Shimano dòng Suit Leader FV. FV là China xuất Nhật cho anh em. 425 CST, có mã code này. Đây và tem vàng đầy đủ nha, nó bị xước sơ thế này thì cần gốc xước xíu thôi. Dàn khoen của cần là dàn khoen full sit. Con này thì đời cao rồi. Ngọn cần thì là ngọn 2.6 ly. Đây cái đầu bu sit bu lớn. Ngọn sẽ có định vị cho anh em. Đây có định vị khoen này. Một và hai định vị khoen phôi hai da. Dàn khoen full sit hết. Tình trạng thì nó bị sức sơ dâm cái cần thế này. Đây. Mấy con này thì tùy theo độ mới nha. Mấy con độ mới hơn xíu thì giá tầm khoảng 3 triệu nha. Thì con này nó còn bị sức một xíu sơn thôi. Thì để cho mình giá tốt hơn. Giá này 2 triệu 8 nha. Tổng thể thế này. Dàn khoen full sit hết. Đây khoen đề bàn là khoen lớn. Thì bike của mình là bắt gập nha, Fuji NS7, bike đời cao. Trọng lượng con này thì cân được là 460g, mã số 9. Giá 2 triệu 8 như này, 2 triệu 800 ngàn ạ. Mã số 10. Số 10 thì sẽ có một con cần lục 3 khúc. Đây con này mới tinh như này. Mấy con này thì tùy theo độ cứng mới của cần. Cần lục này của Daiwa 3 khúc của dòng Long Bem. Độ dài cần là 425, độ cứng là 27. 27 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào DX, cứng tầm khoảng 30 đối với cần lục nha, cần rút cho mình. Con này khoen của mình thì có 4 khoen, 2 khoen để 3 dưới là khoen khoen gập này. Khoen gập nha Fuji Sit, còn trên là 2 khoen chết. Phôi hai da toàn thân rồi. Con này độ cứng 27 thì ngọn cần thì đo được cho mình á là ngọn 3.3 ly như này, 3.3 ly. Cái đầu sit đóng semi chống nổ, đây phôi hai da nha. Những cái dòng Long Bem mà Chi Bem á thì nên thấy là rất là chuộng như bên em. Đây khoen thứ ba con là khoen gập. Phôi hai da độ mới con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Bắt gặp Fuji F7. Đây tổng thể thế này, Power Mat, nội địa Nhật tem vàng. Con này trọng lượng của cần á thì cân được là 450g, mã số 10 ạ. Giá là 2 triệu 8 này. Đây 2 triệu 800 ngàn. Đây độ mới nhưng cao nha. Rất là mới luôn. Khuyên xích hết. Bali 425 27. Tiếp theo mã số 11. 11 thì sẽ có một con cần mới tinh luôn. Con này thì trong hàng về em cắt nó bị rách cái bao như này. Đất một xíu ở đây. Anh em về mình xử lý nha. Xíu ở đây thôi. Còn mới tinh đây. Con cần lục này là của Shimano. Đây Shimano nha, mới tinh, còn nguyên bao. Con này thì của dòng là Hipower Super, dòng Sub Cupton. Độ dài con này là 405 AT nha, cứ tầm khoảng 25. Con này mới tinh này, chỉ sử dụng qua luôn như này. Đây lưu ý nha. Thì dàn khoen của cần là dàn khoen full sit. Phôi cần là phôi hai da toàn thân. AX thì mình đánh đầu cần gần bờ. Đây cực đẹp nha. Cho mình xem ngọn con này. Cái ngọn con này thì nó còn cái đầu bọc cho mình luôn. Ngọn con này thì là ngọn 3 ly như này. Đo được là ngọn 3 ly. Vẫn loại sữa xít, đóng semi chống nổ. Phơi da toàn thân mới tinh nha. Chưa sử dụng qua. Thích hợp anh em về đánh đầu cần, gần bờ, đánh gãy đầu cần, gãy chép đầu cần nha. Đây mới tinh luôn. Bắt đầu bắt gặp này, Fuji F7. Sức cất tôm 405. Cứng EXT. Đây tổng thể thế này. Có bao vải kèm nha. Trọng lượng con này là 440g, mã số 11. Giá là 3 triệu 4 như này. 3 triệu 400 ngàn ạ. Đây còn đẹp mới tinh nha. Còn nó sẽ còn nguyên một cái bao thế này. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có cho mình hai con gì trong, một con 2 khúc, một con 3 khúc, độ cứng cao như này. Tiếp theo thì mã số là mã số 12 thì sẽ có một con cần 3 khúc dây trong của Daiwa. Đây dòng Interline, độ dài là 3m6, độ cứng 80. 80 thì dạng cứng bộ lực, mình lên khoen đánh cắt ra cái chim được này. Thì của Daiwa như này, 3 khúc. Con này thì ngọn cần thì đo cho mình á là ngọn 2.8 ly, một cái đầu bu Fuji Sit Gold nha. Đây, bóng semi chống nổ. Cái con này thì cái lóng ngoài khúc á bị xước xíu nha. Đây, ở sau á. Hàng của mình là nội địa Nhật nha. Đây tem vàng đầy đủ phôi hai da. Tay cầm cán mút và pad là bạch phận này. Bạch phận ở đây qua chính hãng cho mình luôn. Tất cả loại sứ con này đều loại sứ xít nha. Gốc đây qua. Đây tổng thể thế này.
76 cân 80. Dây trong trọng lượng con này là 430 g, mã số 12, giá 600 ngàn. Mã số 13 thì sẽ có một con cần dây trong 2 khúc. Đây, con cần dây trong 2 khúc này thì của Suyumi như này. Đây Suyumi. Độ dài là 2m7, độ cứng 50, hàng nội địa Nhật nha, còn mới tin. 50 thì nhớ dặn vừa, không cứng không mềm lắm, ngọn 2.7 ly, đóng semi chống nổ. Và khuyên con này là khuyên xích nha. Đây tổng thể này, nước sơn thì trắng xanh. Đây, rất đẹp, 2750, tay cầm cán bút, bắt vặn này. Đây, tổng thể này, khuyên chạy là khuyên xích cho mình. Chỗ thì được làm nhám nha, cầm chắc tay hơn. Trọng lượng con này là 270g, mã số 13, giá 500 ngàn. Rồi tiếp theo thì hai con dây trong nha em. Tiếp theo thì có một con cần Ikeda đây. Con này dạng là câu bè, câu tôm cho mình đây. Cần carbon, con này của dòng Nissin nha. Nissin nha. Nissin thì nội địa Nhật. Con này carbon, độ dài con này thì 1m05. Đây. Nó sẽ kèm cho mình là có ngọn sẽ có là hai cần chạy này. Đây là khoen Fuji loại xích đá xám. Ngọn rất là nhỏ nha, ngọn 0.8 ly thôi. Con này thì dạng ISO 1m05, tức là cho mình câu bè, câu ngâm. Rất là mềm nha. Rất là gọn nhẹ luôn, nó chỉ có hai lóng cho mình thôi. Đây tổng thể này của Nissin. Bát con này là bắt cập Fuji F6, tay cầm thì nó bằng cắn trúc nha này, bằng trúc cho mình đây. Con này thì siêu nhẹ nha, nó chỉ có là 70g thôi. Mã số là mã số 14, giá 300 ngàn, carbon gắn cắt trúc nha. Thu gọn là 58cm, giá 300. Đây, rất là mềm, dạy Ikeda cho mình có bè, Nissin. Tiếp theo thì sẽ có một con cần tay, con này thì cần dây trong nha này. Đây, cần dây trong, con này cần tay, con này của dòng là NFT nha, dòng Dia Plus. Đây NFT Dia Plus full carbon hai da này. Đây, rất đẹp nha. Con này thì độ dài của cần á là 10 feet 3 m. Cái con này bị mất lóng ngọn nha anh em, hiện tại nó còn cho mình 2m4 thôi. Để nó mất cái lóng ngọn cho mình thì vẫn về câu được nha. Hoặc anh em về em sẽ bán phôi cho mình thôi. Để con này là giá 300 ngàn nha. Đây, phôi của mình là phôi hai da này. Con này là dây trong Dia Plus, mất lóng ngọn cho mình rồi. Hiện tại là còn 2m4, cái đầu này thì đầu lớn nha. Đầu con này thì tầm khoảng 300 mấy ly á. Đây phô hai da lóng hai lóng luôn. Đây còn rất đẹp nha, giá 300 ngàn. Đây bắt đầu gập nha. Dia Plus về thay ngọn cũng được, làm cần tay. Giá 300, trọng lượng là 60g. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần ISO hạ cần tay. Đây con này thì của dòng Simat này, Simat Hàn Quốc này. Thông số con này như sau, ISO con này tiền thân của nó là 5m3, độ cứng 2, ISO khoen nhỏ. Thì đã được tháo này, đây tháo khoen nha, tháo chỉ cho mình hết rồi. Đây, cuốn chỉ và link keo cho mình hết rồi. Con này hiện tại là ngọn lớn. Cái ngọn con này thì hiện tại đo được cho mình á là ngọn 1.5 ly như này. Đây ngọn 1.5 ly. Độ cứng con này thì hiện tại tầm khoảng 4H. Full là full carbon này, cái nước sơn màu bạc nha. Con này thì còn đẹp. Simat của Hàn Quốc. Con này về thì đánh chép Rosic mình dân đều được này. Đây. ISO hạt cần tay, cuốn chỉ lên keo đầy đủ rồi. Cái chỉ kim tuyến nha. Đây cần rất đẹp. Thì cái chỗ này là cái pad nha này. Cái pad thì tháo ra nó còn dính keo một xíu. Trọng lượng con này là 220g, mã số 16, giá 500 ngàn. Đây 500 nha. Mã số 17 thì sẽ có một con cường tay trợ máy. Con này thì của Shimano như này. Con này có dòng là Fine Carbon, phôi 2 da, độ dài 5m4, độ cứng là tầm khoảng UGMG á. Thì con này nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3.5H nha, cần ra thẳng. Khoen đề ba có gọi là khoen full xích này, phôi là 2 da toàn thân từ gốc tới ngọn luôn. Thì hiện tại con này thì anh em về hạ cần tay nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 3.5-4H. Ngọn có lẽ thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Đa số cần tay thì ngọn đặt ngọn tháp rồi. Còn nguyên cái đầu bu đây, ngọn 0.6 ly. Cái con này thì ngọn của nó thì nó phủ đắp sơn á, dạng nó sơn phản quang á. Đây, chóc được nha, mình tháo được nha. Hoặc anh em về xịt lại cũng được. Đây ngọn đặt ngọn tháp long phụng cho mình. Con này trừ cái lóng ngọn đặt ngọn tháp, còn tất cả các lóng còn á đều được phôi hai da này. Đây có rất là sáng và đẹp nha. Độ mới tầm khoảng vào 90%. Đây, còn nguyên bản hết nha này. Đây con này về hạ tay vẫn được nha. Cần rất là đẹp. Độ dài là 5m4, cứng tầm khoảng và 3.5H, khoen đề ba là khoen xích, tay trợ máy Shimano, hàng nội địa Nhật. Trọng lượng con này thì cân được là 200g, mã số 17, giá 850, bắt cập Fuji F6 nha. Tay cầm được làm nhám này, nắp chụp thì xoay bằng inox. Và tiếp theo thì sẽ có một số cần lua, máy ngang máy đứng và cần xích cho mình nha. Ở đây thì mã số 18 thì đây sẽ có một con cần lua, máy ngang, máy đứng như này, cần này của Alpha Tackle, cần mới tinh luôn. Anh phải tắt cổ nha, còn có hai cái dây buộc cho mình chưa sử dụng qua. Thông số con này như sau, độ dài cần là 1m8 của dòng đây, dòng Alpha Tackle, dòng Komodo nha em, hàng nội địa Nhật này, có mã code và tem đầy đủ hết. Con này thì thông số lua tầm khoảng từ 10 đến 20g. Con này thì nó mềm nha em, nó rơi cho mình tầm khoảng với UL thôi.
ngọn là ngọn 0.8 ly. Tất cả dàn khoen có cần đều là dàn khoen full xích này, chân cao. Đây cần button chỉ dọc qua nha. Ngọn UL cho mình câu suối, câu bè. Đây alpha tackle. Cần đẹp nha. Bắt đầu bắt vặn này. Fuji chính hãng cho mình luôn. Alpha tackle. UBET 8 ngọn UL trọng lượng con này là chỉ có là 85g, mã số 18, giá là 1.200.000. Đây, 1.200.000 nha. Cái dòng rất ít như này. Anh em hỏi rất là nhiều. Tiếp theo thì mã số 19. Mã số 19 thì ở đây sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng cho mình luôn. Đây. Con này là cần lưu hai khúc máy đứng, con này có dòng là Mazorap như này. Đây Mazorap, con này vẫn mềm, dạng UL dòng Sopara. Thông số tải mồi mát là 10g, tải cá tầm khoảng vào 6 lờ bao, 2-3 kg cá, PE tầm khoảng từ 0.3 đến 0.8. Thì con này hàng có là China xuất Nhật nha, Mazorap thì anh em biết rồi. Con này siêu mềm anh em, độ dài của cần á là 7.6, 2m28, con này ngọn có là ngọn UL nha. Đây ngọn UL, ngọn nhỏ siêu, ngọn 0.5 ly. Thế là cho mình câu suối, câu bè, câu mực nha. Những con này thì câu mực, cái ngọn rất là nảy. Anh em mình mực mà ăn là mình có cảm giác này. Cái dòng là dòng chuyên câu mực nha. Câu suối, câu bè, câu cá nâu, cá rìa. Cá tầm khoảng 3 kg độ lại là vừa. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji Masograph chính hãng. Con này thì cần mới tinh. Hàng trưng bày nha, còn thiếu mỗi cái bao vải thôi. Trọng lượng siêu nhẹ 85g, mã số 19, giá 1.200.000. 2m28 chỉ có 85g thôi. 1.200.000. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cừng, con này thì zip như này, zip mồi nhẹ. Máy ngang cho mình đây, con này siêu đẹp luôn. Con này thì của dòng Daiwa nha em. Đây cần này của hãng Daiwa. Độ dài con này là 7.3. 7.3 là 2m. 2m19, nó cần tầm khoảng vào 2m2 cho mình rồi. Đây cực đẹp nha. Dàn khoen là dàn khoen full xích nòng sống. Những cái dòng này á thì hàng có mình là Thái Lan như này. À Thái Lan, à, Taiwan như này, Taiwan xuất Nhật này. Có mã code và tem đầy đủ hết. Con này zip thì nói chung là con này mềm. Thông số con này thì tải mồi mát tầm khoảng vào 21g thôi, ngọn rất là nhỏ. Ngọn con này thì tầm khoảng vào 1.2 ly. Trên này thì cái đầu bố xích và cái dàn khoen là dàn khoen một chân như này, dàn khoen lá. Đây xuống thế này. Tới dưới này nha. Còn dưới này là thì khoen có mình là khoen ba chân nằm sống. Cực mới tinh, cực đẹp nha. Tay cầm con này thì bằng cán mút. Đây, và máy ngang. Rất là nhẹ nha. Rất là nhẹ dẻo, độ cứng tầm khoảng từ L thôi. Đây L như này. Rất là mềm. Đây. Con này 2m19, từ gần 2m2 cho mình, trọng lượng là 150g, mã số 20, giá là 1.300.000. Con này đang zip biết biển á, zip mồi nhẹ, cực kỳ là cảm giác luôn. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm gốc, con này trên đây mình zip biển này, đây zip biển câu ngâm, con này thì cắm gốc của Daiwa cho mình luôn. Rồi con này thông số cần như sau, cần cắm gốc này của dòng Daiwa nha em, Daiwa. Dòng này dòng Grandway này, độ dài của cần. Độ dài con này là 7.3 thì nó bằng cái con hồi nãy cho mình luôn á. Con này thì là 2m19. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào M như này. Thông số tải cá, tải mồi này từ 10 đến 40g. Con này nhức hỏng á thì 1.8kg nha. Cá 1.8kg, hàng Tây Quan xuất Nhật này. Có mã code và tem đầy đủ hết. Nguyên cái dàn khoen con này là dàn khoen full xích 3 chân, khoen chân cao ở đây. Con này cho đây mình xích 40g á thì nó dạng vừa, có cảm giác cái ngõ rất là nhịp nha. Đây, rất là mềm. Nhịp nhịp cái này rất là dễ sơn. Ngọn có lại thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái double full sheet. Còn dàn khoen còn lại là dàn khoen full sheet 3 chân hết này. Cực kỳ đẹp nha, hầu như có rất là mới. Đây, tổng thể thế này. Đây qua. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút và pad con này nha. Đã bắt vặn này, Fuji Gold 2m19, cứng tầm khoảng vào M. Đây qua. Trọng lượng con này là 235g, mã số 21, giá là 1.800.000. Đây, 1.800.000 như này. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Con này cần cắm gốc cho mình câu biển như này. Đây câu biển, câu ngâm máy điện này. Đây, cán bằng cán inox nha. Rồi thông số con này như sau. Con cần cắm gốc, câu biển, câu ngâm. Độ dài con này là 2m5 như này. 2m5, 20 l. Đây, để hơi ngược nha. 2m5, 20 l bao. Đây, dòng này dòng limited, cực kỳ ngon. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full dưới biển nha này. Khoen full dưới biển, full xích. Thì bên Nhật người ta đã cuốn sẵn cái này nha. Và gia cố lại cái chân chắc mình này. Nói chung là cái này thì quấn thêm như này. Rồi, dàn khoen full xích 3 chân hết. Con này thì nó cũng cứng. Con này thì ngọn, con này á thì siêu lực rồi. Anh em mình cấu rất là ngon. Dàn khoen full xích 3 chân hết thì trên này thì nó có quấn thêm chỉ này. Nó quấn chỉ màu hồng, màu đỏ gì thêm này. Đây, cái này thì em sẽ báo rõ tình trạng nha. Ngọn lớn 3.5 ly. Tất cả dàn khoen của mình đều là dàn khoen full xích này. Đây, dàn khoen full xích 3 chân hết. Cho mình câu biển, câu ngâm, câu máy điện này. Săn hàng cá lớn. Đây, cắm gốc nha. Cái độ cứng con này thì nó ra cho mình tầm khoảng vào hơn 100 á. Đây. Cứng. Cái tay cầm con này thì bằng cán mút nha. Và pad con này này, pad vặn nha.
Em phát vặn bằng inox khách. Tổng thể thế này. Fuji Japan 2,5 m. Trọng lượng của cân thì cân được là 700g, mã số 22, giá 1,6 triệu này. Đây 1,6 triệu. Mấy cái con này cái ngọn rất là dài, cái ngọn con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2,1 m cái này, 2,1 m. Thì ship con này rất là mắc nha. Thì vẫn, con này vẫn miễn ship cho mình nha. Video hôm nay sẽ miễn ship hết. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một cục cần cắm gốc. Con này trên đây mình câu ngâm, câu đáy, giết biển đều được đây. Cục cần cắm gốc lỡ như này. Con này thì mã số là mã số 23. Cần này của hãng là Alpha Taco này. Độ dài cần là 2,7 m. Hàng có bên là nội địa Nhật nha. Made in Japan. Thông số là 6L bao. Đây Fuji Japan cho mình. Thì tay cầm con này thì nó bằng cán mút. Và dàn khoen của cần là dàn khoen full seat nha. Full seat khoen lá này. Đây khoen full seat khoen lá. Bắt vặn Fuji chữ vàng. Đây 2,7 m. Con này thì cũng tương đối, không cứng lắm. Ngọn con này thì đo cho mình sát cho này được là tầm khoảng 2.5 ly thôi. Đây 2.5 ly. Khoen có bên là dàn khoen khoen lá nha. Đây tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn đẹp 2,7 m, câu ngâm, câu biển, câu zip, nước sơn, nước xít còn sáng tưng. Trọng lượng của cần là 370g, mã số 23, giá là 1,4 triệu như này. Đây 1,4 triệu ạ. Gốc này dính đất nha, hàng về chứ có vệ sinh lắm cho mình. 1,4 triệu. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần Hechi như này. Hechi cho mình câu bè, mã số 24. Con cần Hechi là của Daiwa như này. Con cần Hechi 2 khúc của Daiwa, độ dài con này 1,8 m, độ cứng tầm khoảng từ 10 đến 10-20. Hàng tay quan xuất Nhật này. Đây tổng thể này. Cần cầu đẹp nha, dạng cho mình câu cảm giác thôi, câu cá nâu cá rìa. Ngọn nhỏ, ngọn 1 ly, dàn khoen Fuji 3 chân này. Đây loại xi đất xám. Tổng thể thì nó sẽ có xước nha. Xước của hơi cũ cho mình thế này. Thì bái có là bắt gập nha, Fuji F6, dàn khoen Fuji, Hechi Daiwa 1,8 m. Độ cứng 10, trọng lượng con này là 110g, mã số 24, giá 500.000. Mã số 25 thì sẽ có một con cần 3 khúc của Daiwa cho mình luôn. Con cần 3 khúc Daiwa nha em. Con này thì cần 3 khúc Daiwa có dòng C-Power. Độ dài là 3 m, độ cứng là 30. 30 thích hợp mình câu cảm giác, không cứng lắm. Hàng Korea xuất Nhật có mã code và tem vàng. Tổng thể thì con này sẽ còn mới. Hỗ trợ một cái đầu bu full seat chống xoắn. Ngọn 2.2 ly, đóng semi chống nổ. Dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám hết này. Cụ ngâm đang xe đánh chép nha. Thì bác con này là bách vặn nha, Fuji Daiwa chính hãng cho mình. Đây, tổng thể thế này. Daiwa 3 khúc, sầm Horolock. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 430g, mã số 25, giá 900 nha này, là 900.000. Mã số 26 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc, con này chuyên dụng công ngâm lan xe. Con này thì cần 2 khúc của dòng Twin Hunter, độ dài là 2,4 m nha này, hàng nội địa Nhật. Thì độ cứng của con này thì rơi cho mình tầm khoảng từ 60 đến 80. 60-80 thì cũng dạng cứng rồi. Dạng khoen Fuji 3 chân sứ đen, bắt vặn Fuji DPS, phôi carbon xoắn vân này. Thì con này ngọn có mình là ngọn đặc, ngọn tháp nha, ngọn long phụng hỗ trợ mình tải cá tốt hơn. Ngọn 2.2 ly. Con này thì mình đánh chép con ngâm con lăng xe đều được. Đây tổng thể nha, có sức sơ thế này. Tay cầm cán mút. Trọng lượng của cần là 330g, mã số 26, giá 700.000. Tình trạng gốc thì có sức ở đây và có dây buộc bảo hiểm đây. 2,4 m cứng 60-80. Rồi cuối cùng thì sẽ có một con cần là 2 khúc. Con này thì đánh cá tra cá chim, đánh chép bỏ được này. Cần 2 khúc, cần này của dòng là Chenryu như này. Chenryu đây là nội địa Nhật, độ dài cần là 2,7 m. Thì anh đi rất là chuộng Chenryu nha. Đây tem vàng đầy đủ này. Cần thước đẹp. Ngọn con này thì cũng là ngọn đặc, ngọn tháp đây. Ngọn xin tao cần nha. Ngọn con này là ngọn 2 ly, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 50. Dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám. Chenryu nội địa Nhật, tình trạng cần thì còn đẹp đây. Và sáng hết. Tay cầm cán mút bắt bắt vặn này, Fuji FPS D20. Gốc thì sẽ có một cái dây bộ hiểm như thế này. Đây. 2 khúc nha. Đến cá tra cá chim. Trọng lượng con này là 360g, mã số 27, giá con này là giá 900 nha này. Đây 900.000 ạ. Đây ngọn đặt ngọn tháp. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 27 mẫu cần và 2 con máy. Thì anh em muốn nói comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả một ngày đầu tháng nha, một ngày cuối tuần vui vẻ, đi cầu nhiều cá như sức khỏe. Hẹn gặp vào lần sau. Anh em có xem được video thì cho em đăng ký một thông báo nha. Hàng em về nhiều sẽ cập nhật thêm một thông số và hàng hóa cập liên tục cho mình để mình tham khảo kỹ hơn.